Tiêm kích Su-57 bản cải tiến của Nga đã chính thức cất cánh, nó được cho là mang trong mình một số nâng cấp cực kỳ đáng kể. Theo Top Gear, tập đoàn chế tạo máy bay thống nhất UAC, một doanh nghiệp nhà nước của Nga, hôm 21 tháng 10 năm 2022 đã tiến hành thử nghiệm tiêm kích Su-57 bản cải tiến tại địa điểm gần thủ đô Moscow. Thông báo từ UAC không nói rõ liệu máy bay chiến đấu có được thử nghiệm với động cơ Ijeli-30 được chờ đợi từ lâu hay không. Việc thiếu trái tim này là một trong hai lý do khiến Su-57 phải lần vẫn chỉ được xếp vào loại máy bay chiến đấu thế hệ 4. Nguyên nhân thứ hai có thể là do thiếu cảm biến phương vị. Nga quảng cáo sản phẩm của mình là máy bay chiến đấu có góc quan sát tuyệt đối, phủ kín 360 độ. Tuy vậy, dựa trên các nguồn mở, công nghệ nói trên vẫn chưa được phát triển ở Nga. Thông báo cuối cùng là, vào giữa năm 2021, khi nguồn tin trong ngành công nghiệp quốc phòng Nga tuyên bố rằng, các chuyên gia từ những viện nghiên cứu khác nhau đang nỗ lực phát triển loại cảm biến như vậy. Chuyến bay thử nghiệm mà Su-57 thực hiện cách đây vài ngày theo thông báo là cuộc thử nghiệm một vài công nghệ mới, kiểm tra việc tích hợp hệ thống điện tử hàng không của máy bay. Đây là một hệ thống thông minh cho phép phi công tập trung vào một vai trò điều hành khác, trong khi phi cơ đang bay. Song song với cuộc thử nghiệm này, UAC nói rằng vũ khí mới cũng được thử nghiệm, nhưng không nói rõ là gì. Theo ông Yuriy Lyusha, tổng giám đốc UAC, trong tương lai, bộ cảm biến thông minh sẽ điều khiển máy bay. Đây chính xác là những gì đã được thử nghiệm hôm 21 tháng 10 năm 2022. Máy bay tự động lái và chuẩn bị sử dụng vũ khí, trong khi phi công tập trung vào chức năng quan trọng khác. Ông Nikita Dorofeev, một nhà thiết kế buồng lái của Su-57 Phalanx, trong cuộc trả lời phỏng vấn với truyền thông Nga đã tuyên bố rằng, cải tiến tiếp theo của chiếc Su-57 thông minh sẽ là phi công điều khiển máy bay bằng mắt và giọng nói. Các nguồn tin ở Nga, bao gồm cả ông Dorofeev, xác nhận rằng UAC đã sản xuất nguyên mẫu này. Có thể chức năng thứ hai, chỉ huy bằng giọng nói của máy bay đã được thử nghiệm vào ngày 21 tháng 10 năm 2022. Ông Rafael Sulimanov, một phi công thử nghiệm tại UAC, nói rằng hiện tại máy bay đang học các cụm từ. Tuy nhiên không đề cập đến việc chiếc tiêm kích được học vào thời điểm bay thử hay khi thử nghiệm trên mặt đất. Ngoài ra, giới phân tích chưa rõ liệu khả năng cảm biến mới của Su-57 đang được thử nghiệm có thực sự tạo ra phiên bản không người lái hay không. Vào năm 2020, báo chí quốc tế cho biết Nga đang nghiên cứu một phiên bản máy bay chiến đấu không người lái. Sau đó xuất hiện thông tin chức năng này đang được thử nghiệm trong các phòng thí nghiệm của UAC. Nga thông báo Su-57 sẽ có phiên bản không người lái trong thời gian sắp tới. Ông Sulimanov định nghĩa Su-57 Phalanx là vũ khí lợi hại trong tay phi công. Cụ thể, chiếc tiêm kích tàn hình thế hệ 5 này nguy hiểm trong mọi điều kiện thời tiết và mọi địa bàn hoạt động. Tuy vậy, thông tin trên đang gây ra không ít nghi ngờ, nó bị so sánh với những huyền thoại, không thành sự thực, điển hình như trang bị cho máy bay chế độ tàn hình plasma. Công việc trước mắt của các kỹ sư hàng không Nga có lẽ vẫn phải là hoàn thiện động cơ Ijeli-30 để Su-57 đạt tới chuẩn tiêm kích thế hệ 5 đầy đủ, thay vì nhảy cóc lên tính năng của chiến đấu cơ thế hệ thứ 6.